Xin chào anh chị em, hôm nay em lên video review tai nghe không dây Beosius Bowie WM02 True Wireless Earphone. Nếu anh chị em nào đang tìm kiếm một đôi tai nghe không dây vừa nhỏ gọn, vừa thời trang, vừa có chất lượng âm thanh tuyệt vời thì xem hết video này của em nhé. Tai nghe Bowie WM02 True Wireless Earphone được Beosius cho ra mắt vào giữa năm 2022. Anh chị em cũng có thể lựa chọn màu sắc yêu thích cho tai nghe, gồm các màu trắng, xanh, tím, đen. Đối với màu xanh thì sẽ có hai loại, đó là nắp loại trong suốt và nắp xanh loại nắp đục. Tai nghe mà mình đang unbox là màu xanh nắp đục nha anh chị em. Tai nghe này sở hữu thiết kế siêu nhỏ gọn với cân nặng chỉ vỏn vẹn 3,8g, nằm gọn trong tai mà không gây ra cảm giác khó chịu. Thiết kế dạng viên con nhộng độc đáo cho vỏ và chất liệu âm thanh thêm phần đặc biệt cho tai nghe. Cộng với đó là sự cải thiện rõ rệt khi Beosius đã thiết kế thêm đèn LED báo cùng cảm ứng giúp cho người dùng có thể hạn chế tối đa lỗi chạm không đúng lệnh. Nói chung là sau một năm sử dụng sản phẩm này, trải nghiệm của pin là tai nghe siêu bền, pin là siêu trâu nha các bạn. Bowie WM02 được trang bị công nghệ Bluetooth Low Energy siêu tiết kiệm điện cho thời gian phát lên đến 5 tiếng sử dụng liên tục. Ngoài ra, hộp sạc di động kèm theo còn có thể sạc thêm 5 lần cho tai nghe. Tai nghe được trang bị chip xử lý Bluetooth V5.3 mang lại độ ổn định kết nối cao và hiệu quả cao với mức tiêu thụ thấp. Bạn có thể sử dụng điều khiển tai nghe bằng cách chạm nhẹ vào vùng cảm ứng rất tiện lợi và thông minh.
Về lệnh chức năng của tai nghe Beosound Bowie WM02, mọi người tham khảo thông tin em để ở trên màn hình nhé. Về chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt nha anh chị em. Âm thanh trung thực và chi tiết này, bạn có thể nghe nhạc, xem phim hay chơi game mà không bị méo tiếng hay bị nhiễu âm. Với những cái ưu điểm trên, tai nghe không dây Beosound Bowie WM02 True Wireless Earphone là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn nếu bạn muốn sở hữu một đôi tai nghe không dây chất lượng cao mà giá cả rất là hợp lý. Khi đặt tai nghe không dây Beosound Bowie WM02 cạnh tai nghe Beosound WM01 Plus thì mình mới thấy là cái tai nghe Bowie WM02 quá nhỏ gọn luôn, nó lọt thỏm bên cạnh ngay cái tai nghe WM01 Plus nhé. Anh chị em có thể mua sắm sản phẩm này tại các cửa hàng của Beosound hoặc đặt hàng online trên các cái gian hàng chính hãng của Beosound trên Shopee, Lazada, Tiki, TikTok. Về màu sắc của nó thì anh chị em có thể tham khảo thêm ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái video quảng cáo của Beosound về tai nghe này nhé. Nếu anh chị em thấy video này hay và ý nghĩa, hãy like, subscribe. Cảm ơn anh chị em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong những video tiếp theo.